Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 4 trận đấu diễn ra của hai kiện tướng quốc gia. Trận đấu diễn ra vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 giữa Phí Mạnh Cường cầm đỏ, cầm đen thủ hậu đấu với Nguyễn Quang Nhật cầm đỏ đi tiên. Mời các bạn thưởng thức.将军。 将军。
将军。Chơi đến đây thì Phí Mạnh Cường đã buông cờ xin thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ hai. Trận thứ hai, Phí Mạnh Cường cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Quang Nhật cầm đen thủ hậu. Mời các bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。将军。将军。Chơi đến đây thì Nguyễn Quang Nhật đã buông cờ xin thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ 3. Trận thứ 3, Phí Mạnh Cường cầm đen thủ hậu, Nguyễn Quang Nhật cầm đỏ đi tiên. Mời các bạn thưởng thức.
Xin chào. Xin Xin chào. 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 Xin chào.
将军。Chơi đến đây thì Phí Mạnh Cường đã buông cờ xin thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ tư. Trận thứ tư, Nguyễn Quang Nhật cầm đen thủ hậu, Phí Mạnh Cường cầm đỏ đi tiên. Mời các bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。Giờ đến đây thì Phí Mạnh Cường đã buông cờ xin thua. Video của mình xin kết thúc ở đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ đăng ký bấm chuông ủng hộ video của mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn lần sau.将军